Ở bài vở con nó nhiều mà tốc độ phát triển của công nghệ nó nhanh quá, kiến thức nó nhiều quá. Thế bây giờ lĩnh hội bài vở trên lớp rồi lĩnh hội cái sự phát triển nhanh như vậy thì chúng ta cần phải có phương pháp, được không quý vị? Để làm sao quý vị hãy tưởng tượng thế này nè. Bây giờ con của mình nó đi học, nó vác một cái ba lô rất là nặng, đi cong cả cái lưng. Ai ở đây thấy bài vở thì nay nhiều quá à, các con học nhiều quá. Bây giờ mình đâu có thể nói thôi dẹp đi, bỏ bớt ra, không thể được. Nó là xu thế chung mà, tình hình mình học chung vậy mà. Bây giờ mình chỉ có một cách, thay vì mình để cho nó vác thì mình gắn vào trong cái cặp của con á, mình mua cái loại cặp mà có bốn cái bánh xe đó, giống cái vali á. Tôi thấy có nhiều phụ huynh mua cái cặp đó và kéo đi tèn tèn tèn. Vậy thì cái phương pháp suy trí nhớ nó chính là bốn cái bánh xe đó đó. Ai hình dung được ý tôi nói được tại vậy vậy à? Quý vị ai có cái cuốn siêu trí nhớ học đường cho thầy cuốn, còn cuốn nào à? Siêu trí nhớ học đường à? Siêu nhớ học đường nghĩa là siêu trí nhớ, cảm ơn chị Thủy. Siêu trí nhớ dành cho học đường nghĩa là mấy cái này thì nó quá siêu đi, các con phải luyện từ 6 tháng đến 1 năm mới sở hữu kỹ năng này được. Và tất cả quý vị đang ngồi ở đây ai cũng có thể trở thành một người có khả năng như thế này. Chỉ cần bỏ ra 6 tháng đến 1 năm luyện xong là từ đó về sau cái não mình nó automatic, nó có khả năng phản xạ với dữ liệu. Ai ở đây sẵn sàng bỏ cho mình 6 tháng đến 1 năm để luyện, đưa tay vậy vậy. Thiệt không? Nếu mà quý vị đem cái này về công ty quý vị là doanh nghiệp phát triển rất là nhanh đó. Tại vì ai làm cái gì cũng nhanh hết. Siêu trí nhớ học đường á là cái chương trình á mà không cần phải siêu như thế này. Chỉ cần dùng những kiến thức nền tảng trong cái này để trở thành một tuyển thủ như các con thì thầy phải luyện các con 6 tháng, 1 năm, 2 năm trở lên. Nhưng mà để trở thành một đứa mà thuộc bài ngay tại lớp thì chỉ cần mất chừng 3 tháng thôi là có thể thành thạo kỹ năng ha. Vậy thì quan trọng nhất là cái chủ đề mà mình ứng dụng cho cái siêu trí nhớ này là dành cho học đường. Có nghĩa là làm sao để nhớ toán, lý, hóa, văn, sử, địa một cách dễ dàng. Quý vị ha, nghe nè. Đó. Siêu trí nhớ học đường. Đó quý vị, đó. Là để dành để nhớ toán, lý, hóa, văn, sử, địa. Được không? À, đầu tiên là cái bộ này chúng ta sẽ có một cái gọi là sách. Đó, chúng ta có cái sách để chúng ta đọc được kiến thức, được không ạ? À, đọc được các cái kỹ thuật. Thầy sẽ trình bày cái cách để thuộc lịch sử làm sao, toán làm sao, hóa làm sao, được không? À, có cuốn sách. Rồi cái thứ hai là mình có một cái đó là khóa học online. Tức là mình sẽ có video clip. Video clip. À, nó khoảng là 29 cái bài giảng. À, 29 cái bài giảng. Tại vì có những đứa nó đọc sách xong mà nó không có hiểu, hoặc là nó đọc mà nó ngủ, thì mình phải có video để dành cho những cái cậu mà đọc không được giỏi, nó luyện chưa được mà mình ép nó bỏ. Nên mình phải đưa video clip để nó vừa phối hợp cả mắt cả tai. Quý vị hình dung không ạ? À, để nó coi clip. À, là sách. Cái thứ ba, rồi chúng ta lên cái trang siêu trí nhớ học đường.com giùm thầy với. Đó, siêu trí nhớ học đường.com. Thì chúng ta lên đây thì có sách nè, có video clip nè. Rồi cái thứ ba đó là có mẫu tham khảo. Tại vì thầy dạy xong rồi nhưng mà có đứa nó chưa có thạo. Nó chưa có thạo mà mình kêu làm đi con, làm đi con. Nó nói con đâu có biết làm. Vì vậy thầy đã soạn sẵn từ lớp 1 đến lớp 12. Các thầy cô tâm trí lực đã làm ra một cái bộ tài liệu từ lớp 1 đến lớp 12. Toán, lý, hóa, văn, sử, địa, anh sinh, giáo dục công dân, tất cả được tóm tắt. Ví dụ chúng ta vào cái mục video clip đó, thì chúng ta thấy những cái bài giảng của thầy ở đây. Con của mình nó có thể vô đây nó coi. À, mạng đây đang chạy 3G hơi chậm ha, chờ tí ha. Rồi chúng ta vào video thì nó vào cái mục số 2. 29 cái video sẽ hướng dẫn cho mình. Rồi đó, đăng nhập đi, lấy một cái nào đó đăng nhập. Khi mà mình có tài khoản rồi thì vô đây. Nó có các lớp, ví dụ con mình đang học lớp mấy thì lấy con chuột click vào. À, không, cái video clip mà, tức là kiến thức nền á, còn đây là tham khảo rồi. Ai đang mở?
Hiếu đang mở hay tú? À đây nè. Đó, video nó giảng kiểu này nè, cho con một đoạn. Mở một bài nào đi. Các bạn thân mến, đây là chương trình siêu trí nhớ học đường. Và trong cái những học trò của thầy khi mà đi học, họ đều học 3 bước. Bước 1 đó là chuẩn bị bài ở nhà. Bước 2 đó là lên trường. Và bước 3 là quay trở về nhà. Vậy thì khi mà chuẩn bị bài ở nhà, rồi dừng lại. Có nghĩa là ý thầy nói là thầy sẽ đứng giảng như vậy. Tôi ao ước các thầy cô lên coi để có thêm nguồn thông tin tham khảo. Tôi giảng rất là từ từ ha, không có cái gì phức tạp hết, tức là giảng có đầy đủ, được không? Kỹ thuật có trong tổng số gọi là 19 kỹ thuật siêu trí nhớ, thì trong này tôi đưa vào 11 kỹ thuật siêu trí nhớ học đường, còn lại 8 cái còn lại là để dành cho thi đấu. Khi nào con quý vị mà nó học xong cái này, cái nó nói thầy ơi thi đấu con muốn trở thành tuyển thủ giống như Minh Thanh, Lâm Tính, Lên Anh, Diệu Anh, tôi sẽ dạy cho miễn phí. Nếu mà cái mục đích của con là phụng sự đội tuyển quốc gia thì các con được đào tạo miễn phí. Quý vị có hiểu ý tôi nói không? Đó. Rồi tiếp theo nữa là cái mục đây là đang nói tới cái số 2 ha, với cái mẫu tham khảo nè. Ví dụ như con của mình học lớp 6, mở giùm thầy đi. Vô cái bài tham khảo lớp 6 môn văn đi. À môn văn. Thì ở đây thầy đã làm sẵn đại một cái con rồng cháu tiên nào đó đi. Đánh giống gì đó đi. Đó. Thì thầy đã nguyên một cái bài của con học ở trên lớp. À. Quay lại một cái bài nào mà quay cái này lại cho thầy chứ. Rồi qua cái thánh giống coi. À, tức là cái bài tóm tắt vậy nè, có các cô phải quay ngược lên lại cho thầy nha. Này là scan và đưa vào ngược hướng rồi. Nó phải cái hướng mà các con nhìn được cái chơi vậy. Không lẽ nó lật cái laptop lại hả? Ồ, bị sao vậy? Sao nó lại ngang vậy? Ông chồng ơi. Đưa vào sao đưa ngang à? Hãy đưa vậy nè. Người ta mới thấy chứ để vậy chơi sao được. Cái điện thoại thì chơi được chứ cái máy tính không lẽ lật nó vậy hả? Ok, tức là tất cả những cái bài học của con mà trong sách giáo khoa là đã được thầy tóm tắt lại bằng những phương pháp trí nhớ. Vậy là con thay vì ngồi học cực quá thì con chỉ cần nhìn qua cái bản tóm tắt, nhìn khoảng 3 phút thuộc. Nếu đã biết kiến thức nền của bộ môn này thì chỉ cần nhìn sơ qua 3 phút là thuộc. Ai hiểu ý tôi đưa tay lên vậy. Nhưng mà nếu mà con nó nói rằng thầy ơi cái bài của thầy tóm tắt nó không hay bằng con, để con, thế là nó sáng tạo ra một cái bài của nó, thì nó sẽ có cái nút là đóng góp ý kiến. Con mới lấy con chuột con lít vào cái nút đóng góp và con post cái bài của con lên. Và nếu mà các bạn trong cộng đồng từ Nam chí Bắc thấy rằng đúng cái bài này hay à nghe, bạn này bạn làm theo kiểu của bạn hay thiệt, còn hay hơn các của thầy, thế là bạn lấy con chuột bạn đánh vào trái tim, tức là giống như mình thả tim ở trên Facebook á. Thì nếu mà cuối tháng bài nào mà được thả tim nhiều nhất sẽ được thưởng 3 triệu, ai nhì thì 2 triệu, ai ba thì 1 triệu. Tức là ý thầy đang muốn tạo ra những cái cuộc thi cho các bạn tự do sáng tác cái cách của mình. Nhưng mà trước khi bạn sáng tác thì thầy phải làm một cái mẫu để cho bạn thấy nó theo đó, để nó theo á. Quý vị có hình dung ý tôi nói không? Trong này là tôi đã làm từ lớp 1 đến lớp 12 từ toán lý hóa văn sử địa hết rồi. Bây giờ việc của các bạn là chỉ cần vô đây để tham khảo thôi. Tôi nói vậy quý vị có hình dung được không? Đó. Vậy là toàn bộ giải pháp từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn đã xong hết rồi. Rồi. Đến cái thứ tư. Đó là cái diễn đàn để hỗ trợ. Ví dụ như các bạn có một cái câu hỏi gì đó mà nó không nằm ở trong cái sách giáo khoa. Ở đây là thầy tóm tắt hết sách giáo khoa rồi nè. Còn bây giờ các bạn có một cái chủ đề đi học, các bạn nói thầy bây giờ con đi học piano mà người ta đưa cho con một cái khuôn nhạc, người ta biểu con nhớ cái này để con đánh mà con học hoài không thuộc, bây giờ học sao đây? Thì các bạn sẽ chụp cái hình cái khuôn nhạc đó thả vào trong diễn đàn thì lập tức sẽ có một đội ngũ hỗ trợ, mời thầy cái đội ngũ hỗ trợ. À, tức là cái ban huấn luyện đó ra ngoài trang chủ á, kéo xuống dưới. Hiếu rồi nhảy lên chị bên kia nó kéo chứ anh nói nó lâu. Kéo xuống dưới á, phía dưới nó có cái chữ trang chủ á. Hiếu cũng coi xem là nếu mà Tú mà nó kìm trang chủ khó, nghĩa là em đang để trang chủ ở một cái nơi không phù hợp. Tìm cái chữ trang chủ á, là anh thấy ở dưới cuối này nè. Đó, kéo xuống dưới đi. Đấy, thì sẽ có thầy Phong nè. Rồi, có cô Thái Vượng nè, siêu trí tuệ Phạm Ngọc Bình nè, Gia Hưng, Hồng Anh, Phương Nghi nè, Diệu Linh nè, những học trò của thầy, nhà vô địch Phương Trinh nè, còn nhiều bạn.
nữa sẽ hỗ trợ. Dưới này còn có một cộng đồng Outlier Camp nữa, tức là các bạn ở trong cộng đồng của thành phố mà thầy đã dạy nhiều năm, họ rất là thành thạo rồi. Những bạn trong đội tuyển, những bạn siêu trí tuệ, siêu trí nhớ sẽ hỗ trợ cho các bạn nhớ cái bài đó. Các bạn hiểu ý thầy nói không? À, các anh chị hiểu ý tôi nói không? Tức là có bốn cái như vậy đó. Và để mà ai ở đây muốn con của mình nó sở hữu cái nguyên một cái bộ siêu nhớ học đường này cho học cho khỏe, ai ở đây muốn cho con của mình sở hữu cái bộ này, theo quý vị một cái bộ như vậy thì quý vị trả tôi nhiêu tiền đó, tôi làm hết như vậy đó. Quý vị trả tôi nhiêu tiền, anh trả em bao nhiêu tiền, anh mua cái bộ này cho con học trả em bao nhiêu tiền, theo anh nói đại cái giá thôi xem có rộng rãi không. nếu mà anh mua một cái bộ đầy đủ những cái này cho con học thì theo anh giá bao nhiêu là hợp lý? Em thấy là chắc khoảng 100 triệu. À, 100 triệu. Ok, cảm ơn anh, cho anh chàng vỗ tay. Rồi, tức là thầy đã làm video clip, làm sách, làm tất tần tật mọi thứ rồi ha, và chỉ lấy 1 triệu đồng thôi. Ai ở đây thấy 1 triệu đồng để cho con có một năm học các môn bằng siêu trí nhớ, để con được học đi học lại những phương pháp này, có sách đọc, có video coi, có tất tần tật mọi thứ, là 1 triệu là hoàn toàn xứng đáng một năm ha. Và kế tiếp, cái năm kế tiếp á, là chỉ có đóng 200 thôi. Tức là cứ năm là đóng 200 để cho thầy gia hạn cái hosting, phụ thầy cái tiền hosting đó vì nó nhiều lắm á. Có nghĩa là để mà con được học toàn bộ cái chương trình trong một năm là 1 triệu, và mỗi năm chỉ cần đóng phí gia hạn cho con 200 ngàn thôi. À, để mà vận hành cái hệ thống này phải có một đội ngũ thầy cô rồi các kiểu ha. Thì đang làm thêm một cái thứ năm nữa, đó là có thầy cô bộ môn hỗ trợ nếu con học cái bài đó khó ở trường. Quý vị hình dung ạ? Nhưng mà tới đây là cũng hụt hơi lắm rồi. Bao nhiêu người biết thấy nó thầy xô dễ dễ vậy cho làm là rất là mệt. Quý vị ngồi tóm tắt một cuốn sách đi rồi biết. Đây là tóm tắt từ lớp 1 tới lớp 12, kính thưa các môn, sách giáo khoa có gì ở đây có đó. Nhưng mà dưới bài tập, chị, sao ạ? Em hỏi là cái chương trình giáo dục nó thay đổi liên tục thì sao thầy? Thì mình thay đổi liên tục. Thầy lại làm lại. Đúng rồi, tức là mình có một cái ekip sẽ cập nhật cái giáo trình liên tục. Có nghĩa là nếu mà hôm nay các con đổi sách giáo khoa thì mình đổi cái bài ở trong này. Quý vị hình dung và yên tâm, tôi có một ekip chúng tôi đã làm gọi là nhiều năm, nó trở thành gọi là thành tinh rồi. Nhưng mà cũng rất là mệt mỏi, quý vị biết không? Vẽ viết xong có những thầy cô là hai tay này. May là phần lớn là cũng không có vướng mắc chồng con nhiều lắm, chứ tay mà như này là về là không bóp, không nắm gì được. Là có nghĩa là họ rất là đam mê với cái việc tôi đang làm và họ đồng hành cùng với thầy làm. Vậy thì một năm như vậy chúng ta, tôi đã tính toán ở cái mức để tất cả học sinh Việt Nam đều có thể học được 1 triệu đồng là có ăn cái lẩu rồi hết cho mấy. Quý vị hình dung không ạ? Đó, 1 triệu đồng. Và đến năm thứ hai là chỉ mất có 200 ngàn đồng thôi. Rồi, ai đây đang có con từ lớp 1 đến lớp 12? Thưa thầy vậy vậy. Phần lớn đúng không? Rồi, bây giờ ai sẵn sàng bỏ ra 1 triệu mua cho con mình? Đưa tay vẫy.